Tại chủ điện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu Xuân Học Xuân Trường Nga Tịnh. Từ phần lưu được tin cụ kiểm Vinh Sư Ngô Quốc Tú thuộc giáo họ Thánh Gioan, giáo xứ đền Thánh Kiên Lao, là ân nhân của Đại chủng điện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, đã yên nghỉ trong Chúa ngày 8 tháng 12 năm 2021. Đức cha Thomas giám đốc, quý cha giáo và toàn thể quý thầy của Đại chủng điện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, xin nhập ý cầu nguyện cho cụ kiểm Vinh Sơn và thành kính phân ưu cùng với tăng quyến. Thánh lễ cầu nguyện cho cụ Vinh Sơn được cử hành vào sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021 và các Chủ nhật tiếp theo tại nhà nguyện Đại chủng điện. Cùng với lời phân ưu, Đại chủng điện xin bày tỏ niềm tri ân sâu xa đối với cụ kiểm Vinh Sơn vì đã có lòng còn đại đóng góp cho công việc đào tạo các linh mục của giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay nhân lành đón tiếp và ân thưởng cụ kiểm Vinh Sơn trong nước Chúa. Thành kính phân ưu Bùi Chu ngày 8 tháng 12 năm 2021, linh mục Đa Minh Trần Ngọc Đăng, phó giám đốc. Kính mời quý công đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tân và anh chị em. Kính thưa quý công đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến. Đấng chúng ta đang tin tưởng và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng đã làm người, đã chết và sống lại. Trong niềm tin ấy, chúng ta cùng họp nhau nơi đây để dâng thánh lễ an táng và tiễn đưa ông cụ kiểm Vinh Sơn. Xin Chúa vì lòng nhân lành và công nghiệp của con Chúa mà ân thưởng nước trời cho cụ. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tăng quyến được luôn vững vàng trong đời sống đức tin, cho mỗi người chúng ta luôn hết lòng vì Chúa, sống cho Chúa và cho tha nhân. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng thành tâm thông hối xin Chúa tha thứ và thánh tẩy để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Chiếc sách khôn ngoan
người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã thất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa, vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất pháp. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu,
là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời mới. Thật vậy, vì chúng ta đã lên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ lên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền năng của tội lỗi. Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết còn chẳng còn quyền năng chi đối với người. Đó là lời Chúa. Giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Kìa, hắn kêu cứu ông Elia. Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng gọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống và nói: Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không. Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy, liền nói: Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta biết vì lòng yêu mến đối với Chúa Cha và vì yêu thương con người, Chúa Giêsu đã tự nguyện nhận lấy sứ mạng cứu chuộc loài người bằng cái chết đớn đau và nhục nhã, đứng cô đơn trên thập giá. Cả cuộc đời trần thế của Ngài là chuẩn bị cho giờ vượt qua đó. Giờ của Ngài chính là cuộc tử nạn. Mặc dù Chúa Giêsu đã chuẩn bị tinh thần cho giờ đó, nhưng xét trong nhân tính, với tính cách là con người như chúng ta, Ngài cũng cảm thấy sợ hãi trước cái chết. Chính trong lúc hấp hối tại vườn cây dầu, Ngài đã kêu xin cùng Chúa Cha xin cho mình khỏi phải chết, nhưng xin đừng theo ý của Ngài mà xin theo ý Cha. Khi Chúa Giêsu bị bắt, các môn đệ đã bỏ trốn hết, còn lại người môn đệ Chúa thương và ông Phêrô, thì chính Phêrô sau đó lại chối thầy đến 3 lần trước khi gả gáy. Chúa Giêsu cảm thấy thực sự cô đơn và cô độc, một mình đi vào cuộc tử nạn khủng khiếp. Ở dưới chân thập giá, tuy có sự hiện diện của mẹ Maria, một vài phụ nữ
có Thánh Gioan và mấy người đang ngắm nhìn Ngài trên cây thập giá, nhưng có lẽ Ngài cũng cảm thấy cô đơn trước cái chết. Trên thập giá Ngài đã kêu lên cùng Thiên Chúa Cha: Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu vẫn cảm thấy cô đơn như bị bỏ rơi, mặc dù Ngài vẫn biết Chúa Cha vẫn yêu thương và mẹ Ngài đang đứng dưới chân thập giá để cảm thương với Ngài. Nếu Chúa Giêsu còn cảm thấy bị cô đơn trong giờ hấp hối, thì chúng ta cũng không thể khác được trong lúc chờ đón tử thần đến. Khi chết, chúng ta phải dắt từ mọi người và mọi người cũng bỏ chúng ta, để một mình chúng ta phải đối diện với sự chết. Chúng ta phải công nhận rằng đứng trước cái chết, mọi người đều cảm thấy cô đơn và sợ hãi, không có bạn đồng hành để chia sẻ, phải ra khỏi thế gian này chỉ có một mình, để rồi một mình biết, một mình hay. Kính thưa quý cộng đoàn, chết là từ bỏ tất cả, vĩnh biệt mọi người. Cái chết làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta cô đơn và lẻ loi, không còn chỗ bám víu. Vì vậy trước cái chết, người ta thấy mình hoang mang, lo lắng, cô đơn và sợ hãi. Rất nhiều người cần có một người đến an ủi, vỗ về mình trước khi nhắm mắt lìa đời. Khi chết, con người phải từ bỏ tất cả, không mang theo được gì, kể cả tiền tài, danh vọng, chức quyền hay sắc dục. Bởi vì con người vào đời với hai bàn tay trắng thì cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nhà thú đức kia từng kể cho người ta nghe câu chuyện sau đây. Một người kia có ba người bạn. Hai người trước là bạn rất thân, người thứ ba thường thường vậy thôi. Ngày kia ông bị tòa bắt xử, liền xin ba người bạn đứng theo, đi theo để biện hộ. Người bạn thứ nhất từ chối ngay, viện cớ bận việc quá không đi được. Người thứ hai bằng lòng đi đến cửa quan nhưng lại không dám vào. Chỉ có người thứ ba tuy không được ông yêu thích nhưng tỏ ra trung thành. Người này vào tận tòa án biện hộ cho ông ta, không những tranh án mà còn được thưởng nữa. Người bạn thứ nhất đấy chính là tiền bạc. Khi ta chết, tiền bạc bỏ rơi ta, chỉ để lại cho ta một manh chiếu và một cô áo quan. Người bạn thứ hai là bà con bạn hữu, họ khóc lóc đưa ta tới biển rồi cũng trở về nhà. Người bạn thứ ba là các việc lành, chúng theo ta đến tòa phán xét, biện hộ cho ta và đưa ta vào cửa thiên đàng. Sự sống và tình yêu vĩnh cửu của con người chỉ có thể có nếu chúng đã được gieo trong tại thế này. Và sự gieo trồng ấy dĩ nhiên phải qua giai đoạn quyết liệt, là hạt giống cần phải thối rữa, cần phải chết đi, nghĩa là phải hết hiện hữu, là hạt giống. Người ta chỉ có gặt và có gieo, gieo giống tốt thì gặt lúa tốt, gieo giống xấu thì sẽ gặt lúa xấu. Kẻ chỉ say sưa cuộc đời và tình yêu tại thế sẽ chẳng gặt được sự sống và tình yêu trong nước Chúa, bởi lẽ họ đã không gieo những điều thuộc về nước trời. Chỉ có những ai biết sống, biết yêu trong đời này nhưng vẫn khao khát sự sống và tình yêu vĩnh cửu, chỉ những người đó mới thấy viên mãn trong sự sống và tình yêu Thiên Chúa. Con người ta sinh ra với đôi bàn tay nắm chặt lại. Bản tính con người vẫn thường khép kín, ích kỷ. Nhưng mọi người cũng đều biết, khi chết đi, hai bàn tay người ta sẽ buông xuôi, tiền tài và danh vọng đều để lại. Cuộc hành trình tâm linh là đi từ bản thân đến người khác, phải mở trái tim để yêu thương người khác, phải mở bàn tay để chia sẻ với những người khác. Người ta thấy trên bia mộ của một người kia có khắc những dòng chữ rất hay và ý nghĩa, đáng cho chúng ta suy nghĩ
và thực thi trong đời sống hàng ngày để chuẩn bị cho cuộc ra đi về đời sau một cách tốt đẹp. Cái gì tôi đã tiêu xài bây giờ không còn nữa. Cái gì tôi đã mua sắm bây giờ tôi phải để lại cho người khác. Chỉ có cái gì tôi đã cho đi là còn thuộc về tôi. Kính thưa quý cộng đoàn, mỗi người chúng ta dù muốn hay không, ai cũng sẽ phải đối diện với giờ ra đi, giờ thử thách đầy cam go, cô đơn và lo âu. Nhưng chúng ta có được sự bảo đảm bởi chính lời hứa của Thiên Chúa, bởi chính công trình cứu độ của Con Một Chúa, Đấng đã làm người, đã trải qua đau khổ, đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Người hứa cho những ai tin tưởng vào Người, những ai sống cho Chúa và vì Chúa mà sống cho tha nhân, những ai dám xả thân cho đi vì Chúa thì sẽ được bảo đảm, được Chúa hứa ân thưởng nước trời. Cụ Kiểm Vinh Sơn của chúng ta đã tin Chúa và cũng ý thức được một cuộc đời dấn thân cho Chúa là một cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế mà cụ đã biết sống cho đi, khi cho đi thời gian, cho đi sức lực, khả năng của mình trong cuộc đời dương thế để tham gia vào ban hành giáo, tham gia phục vụ giáo hội, tham gia phục vụ mọi người. Những nghĩa cử yêu thương, những nghĩa cử cho đi, những cách đối nhân xử thế bằng tình yêu thương chân thành ấy sẽ là những hành trang, sẽ như người bạn biện hộ cho cụ trước tòa Thiên Chúa. Và chúng ta cũng biết trong ngày phán xét chung, Chúa không hỏi chúng ta đã làm những chức vụ gì hay đã lập được những công trạng gì lớn lao, nhưng Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta về những việc làm yêu thương dành cho những người bé mỏi, những người mà chính Chúa Giêsu đã liên đới cũng như đã hiện diện ở nơi những người đó. Xin Chúa vì lòng nhân từ vô biên cũng như vì công nghiệp của Con Chúa mà thanh tẩy cụ Kiểm Vinh Sơn, cho cụ được hưởng nhan Thánh Chúa. Và xin Chúa cũng cho mỗi người chúng ta luôn ý thức được thân phận tội lỗi cũng như bổn phận là người Kitô hữu, là người phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em mình vì Chúa, để rồi chúng ta cũng biết dành thời gian quý báu khi còn sống trên trần gian để cho đi, để sống vì Chúa và vì mọi người, để một mai chúng ta cũng được quy tụ cùng các thánh và hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết và cũng sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nuôi sống chúng ta bằng mấy lời trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm kiếm lẽ sống được ơn đức tin để họ biết trong đôi ngày kế chết sống lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến ăn của Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lo sạch nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang tông, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại nhờ suối nguồn cứu độ qua thánh lễ an táng này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Vinh Sơn được hướng lòng Chúa xót thương và được sống bên Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho cụ Kiểm Vinh Sơn được hưởng vinh quang nước Chúa và cho chúng con mai sau cũng được sung vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khấn quan van nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi thơ Chúa là Cụ Kiêm Vinh Sơn, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ai, sẽ nhận ra người là vì tâm phan để lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng ngàn ngưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng vai đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sông lại vinh phúc đã chiêu tỏa trên chúng con. Để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương nhau ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì nay được một chỗ ở vinh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo vinh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Cụ Kiểm Vinh Sơn mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
xin ban cho người tín hữu đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin tha thứ cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm chối chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức Kim của Hội Thánh Chúa. Xin Thoái Thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em hãy chúc bình an cho nhau. Oh.
vắng ngoài. Còn con Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì muôn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì muôn người trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của ân đảng trong bí tích thánh thể. Xin đoái thương cho người anh em chúng con là Cụ Kiều Vinh Sơn, nhờ của ân này được đặt tới trinh bản tiệc muôn đời với Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cầu tức phó dân và tự tiệc Cụ Kiều Vinh Sơn. Anh chị em thân mến, khi thực hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài người anh em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Xin cho linh hồn người anh em này được Chúa cho về đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được gia hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai. Người anh em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha. Khi Cụ Kiều Vinh Sơn còn sống trong cuộc đời trống quan này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô.
Vậy lạy Chúa xin thương xót nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Vinh Sơn được nghỉ yên muôn đời. Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy lắng nhân lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, ôi Chúa an có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, sẽ làm dân người thay thái. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Vinh Sơn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Vinh Sơn ra khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy nhìn danh Chúa nhân từ cho linh hồn Vinh Sơn được lên chốn nghỉ. Chúng con trong ngày ra thay lương mẹ Chúa Trời, xin chưa che mở lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nước đầu tiên nhận vì sáng la. Lời ra thay trai tình đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lời thay Chúa Xe là bàn thay sản xuất bà Maria chọn đời đầu tiên cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con với Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng kính cha phó tòa án kính mến, kính thưa quý vị, quý chức cùng quý khách. Sự hiện diện của cha phó, của quý vị, quý chức cùng quý khách trong buổi sáng sớm của mùa đông giá lạnh này tại phòng tang đây chắc chắn đã là nguồn động viên an ủi lớn cho gia đình, để cho bà cụ cùng các con cháu vơi đi được phần nào nỗi nhớ thương bởi sự ra đi của cụ Kiểm Vinh Sơn. Và với cụ Kiểm Vinh Sơn, cụ vừa được hưởng nhờ thánh lễ mà cha phó dâng lên Thiên Chúa cùng với những lời khẩn nguyện của quý vị, quý chức cùng cộng đoàn. Chắc chắn Chúa sẽ đồng lòng thương và sớm đón cụ Kiểm về hưởng tôn nhạc Thánh Chúa. Bây giờ đây để tỏ lòng biết ơn nơi cha phó, cảm ơn nơi quý vị, quý chức và cộng đoàn, tăng lễ chúng con xin được giới thiệu vị đại biểu đại diện cho tang hiếu có đôi lời cảm tạ. Trọng kính cha phó Do Hàn, ông Kiểm Vinh Sơn thân yêu của chúng con đã vâng theo tiếng Chúa gọi, đã từ giã nội ngoại và những người thân thương, quê hương làng xóm, quý khách xa gần, trở về nhà cha và an nghỉ cùng tổ tiên. Tin buồn này, tang quyến chúng con đã kính xin cha Giuse quản hạt chánh xứ, cha phó hai quý dòng, hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, giáo phụ, dòng tộc Tam Thánh, các hội cầu nguyện và bà con thân bằng quyến thuộc. Đặc biệt, sáng hôm nay, cha phó Do An về tang gia chúng con dâng đánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn. Xin Chúa nhân từ ban thưởng nước trời cho linh hồn Vinh Sơn. Con đại diện cho đồng tang quyến, xin cúi đầu cảm tạ và ghi ơn quý cha. Kính thưa quý dì, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, hội đồng mục vụ các giáo họ, giáo khu, dòng tộc Tam Thánh, các hội cầu nguyện giáo xứ,
từ hôm qua cho tới hôm nay, linh hồn ông Vinh Sơn của Tam Tiến chúng tôi đã đón nhận các giờ viếng nơi quý cha, quý dì, các đoàn thể, các hội cầu nguyện và cộng đồng. Dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn ông Vinh Sơn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý chức, hội đồng mục vụ giáo họ, ca đoàn, các ban ngành phục vụ giáo họ Thánh Gioan đã giúp đỡ mọi công việc phục vụ trong thánh lễ được trân trọng và sốt sắng. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị ân thân nhân, quý vị thông gia liên gia, bà con lối xóm, quý khách xa gần. Đã giúp đỡ mọi công việc cho đám tang lễ ông Vinh Sơn được tốt đẹp. Trọng kính quý cha, quý dì, quý chức và cộng đoàn, ngày tang lễ của ông Vinh Sơn chúng con đã được sắp xếp và chuẩn bị các công việc, nhưng không tránh khỏi khiếm khuyết. Xin quý cha, quý dì, quý chức và cộng đoàn lượng thứ. Con xin cảm ơn. Giờ đây chúng con xin kính mời cha phó quý vị của quý chức quý khách về bên phòng khách để ngồi nước. Đối với bà con công giáo xã nhà
đang triển khai chuẩn bị các điều kiện chào đón ngày đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cầu mong cho mọi nhà, mọi người mạnh khỏe, bằng an và thành đạt. Thì vào hồi 7:15 ngày 9/12/2021, nhận được tin báo buồn của bà quả phụ cùng các con cháu kính báo. Có phụ quân là ông Ngô Văn Tú, sinh năm 1954, nơi hiện nay xóm 7, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông trải qua một thời gian dài lâm bệnh, mặc dù ông đã được bà cũng như các con cháu trong gia đình hết lòng thuốc thang, chăm sóc, phục dưỡng, kỹ chữa. Nhưng vì các bệnh quá hiểm nghèo, ông đã từ trần vào hồi 11:30 ngày 8/12/2021, tức ngày 5/11 năm Tân Sửu. Ông hưởng thọ 68 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu cùng gia đình tang quyến, dẫu biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng đối với ông Tú đây mất đi là một tổn thất lớn về tình cảm đối với gia đình tang quyến, không gì bù đắp được. Giờ đây, đồng cảm với sự đau thương mất mát của gia đình tang quyến, đoàn đại biểu thay mặt Đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Văn hóa Thông tin, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các ban ngành đoàn thể trong xã cùng với cán bộ và nhân dân xóm 7 sở tại đã có mặt tại phòng tang, tổ chức tế yến để tiễn đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Cùng về dự lễ viếng, lễ tiễn đưa hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu thay mặt cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đền Thánh Kiên Nam, các vị đại biểu thay mặt cho các họ tộc, các tổ chức tôn giáo, các đoàn hội có liên quan, cùng bà con, thân bằng, quyến thuộc xa gần, trong và ngoài xã. Vậy lời đầu tiên, ban tổ chức truyền lời cho các quý đoàn, các vị đại biểu hiện diện khu vực phòng tang, xin được gửi tới bà quả phụ cùng đồng tang quyến lời thăm hỏi động viên và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào chương trình lễ viếng, mời một đại biểu thay mặt đoàn nổi ba hồi chống lớn. Xin kính mời hai vị đại biểu thay mặt đoàn lên dâng tuần hương nghìn. Mời một vị đại biểu thay mặt hội người cao tuổi xã Xuân Tiến và chi hội 7 lên dâng hoa tươi. Mời một vị đại biểu thay mặt hội nông dân xã Xuân Tiến và chi hội 7 lên dâng hoa tươi. Xin kính mời bà Đinh Thị Thương, xóm Trường, xóm 7, thay mặt cho cán bộ, các đoàn thể, nhân dân trong xóm nên đặt vòng hoa mang giỏ chữ. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, cán bộ nhân dân, các đoàn thể xóm 7, kính viếng.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lương Bắc Thái, Bí thư chi bộ 7, Phó ban công tác mặt trận xóm 7, thay mặt ban lễ tang nên đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Xin được kính cẩn trước linh hồn cụ Ngô Viết Tú. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Trong thời điểm này, khi cả xã hội đang phòng tránh corona, con Covid đang lan tràn khắp các vùng đất trên đất nước, gieo rắc nỗi sợ hãi, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, thì sáng hôm qua, ngày 9 tháng 12 năm 2021, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể, cơ sở xóm đội 7, các sứ họ đạo, các đơn vị cầu nguyện, các họ tộc nội ngoại, lân bằng dòng ngõ, bạn bè thân hữu gần xa, nhận được tin báo buồn của cụ bà, cùng đồng tang quyến, cụ ông Ngô Viết Tú, đã 250 về cùng với tổ tiên. Giờ này, đoàn đại biểu thay mặt cho đảng, chính quyền, địa phương, các sứ họ đạo, các đơn vị cầu nguyện, các họ tộc, bạn bè thân hữu đã có mặt đông đủ tổ chức lễ viếng, lễ tiễn biệt cụ Ngô Viết Tú về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xin có lời chia buồn tới cụ bà cùng đồng tang quyến. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cụ Ngô Viết Tú với tuổi đời xưa nay hiếm, từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, cụ đã chứng kiến bao nấc thăng trầm của lịch sử đất nước. Nạn đói bất dậu năm 1945 đã có hàng triệu người mất mạng, rồi chiến tranh xâm lược của kẻ ngoại xâm đã có hàng trăm nghìn người con của quê hương đất nước ra nơi giáp mặt với quân thù, bảo vệ giang sơn, giành lại độc lập cho tổ quốc. Với truyền thống yêu nước của gia đình, cụ đã hăng hái luôn vận động gia đình con cháu xây dựng hợp tác xã nông nghiệp với bản chất cần cù chịu khó. Nhiều năm cụ là xã viên xuất sắc của hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế của gia đình cụ ngày thêm phát triển, con cháu được chăm lo nuôi dạy khôn lớn. Tuy rằng tuổi cao, cụ đã cùng với cụ bà tích cực tham gia các đoàn thể xã hội với tinh thần sống vui sống khỏe. Hội nông dân, hội người cao tuổi, đoàn hội mà cụ tham gia là nơi sinh hoạt tạo niềm vui trong tuổi già. Được thăm hỏi, được chúc thọ trong những ngày cuối năm, cụ Ngô Viết Tú 250 về cùng với tổ tiên đã để lại cho cụ bà cùng con cháu niềm tiếc thương, một chỗ trống trong gia đình chẳng gì bù đắp. Các cháu, các chất thiếu bàn tay âu yếm vỗ về của người cụ, người ông hiền lành và đôn hậu. Trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, chúng ta thấy ở cụ Ngô Viết Tú một tấm gương hiền lành và mẫu mực, luôn chăm chan hòa cùng khu xóm, sống có trách nhiệm với gia đình, với quê hương, luôn có tinh thần xây dựng quê hương. Giờ chia tay vĩnh biệt cụ Ngô Viết Tú đã đến lần cuối, chúng ta bày tỏ bùi ngùi vĩnh biệt cụ Ngô Viết Tú. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi, xin vĩnh biệt cụ lần cuối. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong quá trình gia đình tổ chức lễ tang ông Ngô Văn Tú, được đón nhận cái tình cảm của các quý vị đại biểu cũng như bà con thân bằng tiếp tục xa gần. Vậy để đáp lại tình cảm nơi các đại biểu, ban tổ chức mời một đại biểu thay mặt cho tang gia nên có lời cảm hóa. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, Hội đồng Nhân dân,
Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các ban ngành đoàn thể, các hội của xã Xuân Tiến. Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm 7, xóm Sở Tài. Kính thưa ông trưởng cùng bản dòng Sở Tài. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đền Thánh Tiên Nao. Kính thưa toàn thể nhân dân. Ông Ngô Văn Tú, người thân của tăng quyến chúng tôi, đã vâng theo quy luật của tạo hóa, ra đi về cõi vĩnh hằng. Tin buồn này, chúng tôi đã có tới các quý đoàn, quý địa phương và xóm đội cũng như bản dòng sở tại. Hôm nay, quý vị thành lập đoàn tổ chức giờ viếng trang nghiêm trọng thể, quý vị có hương hoa để kính viếng ông Ngô Viết Tú của tăng quyến chúng tôi, và đặc biệt trong bài biếu của ông trưởng ban tăng lễ, ông đã nêu lên và ghi nhận những công lao, những đức tính cần cù của người thân chúng tôi. Gia đình chúng tôi rất lấy làm hãnh diện. Thay lời cho tăng quyến, tôi xin trân trọng cảm ơn tới quý xã, quý xóm đội, quý bản dòng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đền Thánh Kiên Nao và các giáo họ, giáo khu, các đơn vị cầu nguyện. Tôi cũng xin cảm ơn đến họ nội, họ ngoại, họ hàng thân thích gần xa, các gia đình thông gia, liên thông gia, bạn bè thân thích gần xa. Xin cảm ơn tất cả mọi người, khu xóm, láng giềng đã giúp đỡ tăng quyến trong mấy ngày hôm nay. Trong suốt thời gian chuẩn bị mọi công việc cho tang lễ của ông Ngô Viết Tú, gia đình chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, song chắc chắn cũng còn nhiều thiếu sót, khiếm khuyết. Những thiếu sót, khiếm khuyết đều ngoài ý muốn của tăng quyến chúng tôi. Nếu có điều gì chưa phải, chưa làm hài lòng quý vị, xin quý vị thông cảm lượng thứ. Trước khi ngừng lời, một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn xóm Ngô Ăn Diệm, cảm ơn toàn thể nhân dân. Xin trân trọng. Vã trong chiều một đời thương đau, còn mãi đến khi bạc đầu. Xin Chúa ban nhiều ơn giúp cha mẹ giữa bao nhọc nhằn. Xin Chúa ban niềm vui bước đường xa xưa.
Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trong rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bông man phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lan vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trong rừng, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Lời cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình thương nơi cha như bông man phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai lang vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Mai đây dù đường dài sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Thank you.
gió thoáng qua nơi cha tôi đang cần lao vất vả, xin đất ấm ươm mầm cây nảy lá xanh ngát xanh từng luống cải cha gieo, xin cuộc đời một khúc hát trong veo cho cha vui thấy đoàn con khôn lớn, niềm mơ ước một đời cha ấm ủ là con thơ đẹp tròn giấc mơ ngoan. Xin thời gian xua tan những ưu tư của cha, xin một lần lau khô giọt mồ hôi cùng cha nâng cánh diều tuổi thơ bay cao giữa khung trời quê hương mến thương yêu này. Xin đừng như cơn gió theo mây, sông trời buồn buồn lạc mất yêu thương. Gió theo mây, dòng trời buồn buồn
tùng Chúa đi. Toàn thân tôi hãy tán dương ca tùng danh Ngài. Này hồn của tôi ca vang lên muôn lời chúc tụng. Chẳng để tôi trong đơn côi chôn vùi đầy huyền, mà Ngài cứu tôi xuống trên tôi muôn vàn hồng thì bao nhiêu điều chính mình và dài oan cho những ai đang bị áp lực. Ngài đã tỏ ra cho Môsê biết đường lối Ngài, và Ngài chỉ cho Israel công cuộc của Chúa. Trầm bất bình bầu trời cách xa, ôi bao la trên mặt đất này, tình Ngài đã ban xuống cho tôi hơn vạn trời xa.
Thank you.
trời, làm tim con gieo vun vơi. Những phút giây qua đi làm háo mòn thân con tựa ngọn lên sắp tàn. Thank you.
Xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của các tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân cát bụi, xin thương người con của Chúa là linh hồn Vinh Sơn được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa tỏa sáng tôn nhan, làm cho linh hồn Vinh Sơn sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, cộng đoàn tín hữu chúng ta sắp kết thúc nghi lễ an táng linh hồn Vinh Sơn theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gặp gỡ thi hài linh hồn Vinh Sơn, nhưng chẳng bao lâu nữa, thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không còn gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện để gửi gắm linh hồn Vinh Sơn cho Chúa. Giờ đây chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Chúa Giê-xu nói với cô Marta khi em cô qua đời: Thầy là sự sống lại và đó, là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương ban của Chúa là Na-za-rô mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho linh hồn Vinh Sơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thương nhận linh hồn Vinh Sơn vào số các thánh.
và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nay mình vào mau thanh Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn vinh sơn. Giờ đây xin đón nhận linh hồn vinh sơn vào nước Chúa và giữ tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha đất nhân từ, khi còn sống, linh hồn vinh sơn đã nguyện theo ý Cha. Nay linh hồn vinh sơn đã qua đời. Cho bụi rồi trở về bụi đất với cho con sinh ra trên chốn trần gian bao bao bùng phù vây lấy thân con giữa dòng đời con dường như kia xưa ngước trông lên ngài con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, lạy con là yêu thân cho người em đã rơi tận núi em rơi xa tận nơi. Như hoa kia quê một người dân con tận nơi con khi quê trời chiều hoàng bao kẻ vui mừng ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương xin cho con đang chốn trần gian luôn suy niệm về sự chết mai này để hằng ngày con làm việc đau đớn ước mong sẽ về mau về Cha thôi.
sinh ra trong kiếm cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trên chót trên gió, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiếp xưa, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương chân kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đang chốn trần gian luôn suy niệm về sự chết mai này, để hằng ngày con làm việc đau đớn, ước mong sẽ về, mau về với cha thôi. Tôi có Giê-xu ơi,
sống. Ôi Chúa vừa tình yêu, Giêsu ơi, Giêsu ơi, con muốn bước đi cùng Ngài, phải mang thập giá lên đôi cánh. Xanh từng luống cải cha gieo, xin cuộc đời một khúc hát trong veo, cho cha vui thấy đoàn con khôn lớn, niềm mơ ước một đời cha ấp ủ là con thơ đẹp tròn giấc mơ ngoan. Xin thời gian xua tan những ưu tư của cha, xin một lần lau khô giọt mồ hôi cùng cha nâng cánh diều tuổi thơ bay cao giữa khung trời quê hương mến thương yêu này. Xin đừng như cơn gió theo mây, dòng trời buồn buồn lạc mất yêu thương. Xin thời gian xua tan những
chơi bốn mùa lạc mất.